Sen một nở tại Linh Sơn. Sen hai nở ở Yên Sơn, nước Rồng. Sen ba nở chùa Thiền Tông, ở tại đất Rồng của tỉnh Long An. Xin kính chào ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tôi tên là Hoàng Trung Lập, hiện nay cư ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai. Nay tôi có 9 câu hỏi gửi đến ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Mong được giải đáp các thắc mắc dùm. Tôi xin chân thành cảm ơn. Câu hỏi 1 của tôi là: trong đạo Phật thì có rất nhiều danh từ mà tôi còn mù mờ, chưa hiểu rõ. Nhân đây tôi cũng nêu một vài danh từ. Mong ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời giúp dùm, để tôi và mọi người biết rõ hơn về danh từ trong đạo Phật có ý nghĩa quý giá như thế nào. 1. Đệ tử là gì? 2. Môn đồ là chi? 3. Đồ đệ là sao? 4. Tín đồ là như thế nào? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, là thành viên ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi đầu tiên của anh Hoàng Trung Lập, cư ngụ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Câu hỏi của anh thì có 4 ý. Tôi trả lời cái ý đầu tiên là đệ tử. Đệ tử là người học trò xưng với ông thầy dạy đạo, nên được gọi là đệ tử. Còn môn đồ, môn có nghĩa là cửa, đồ có nghĩa là người. Ý nghĩa muốn nói người ở ngoài cửa. Còn chữ đồ đệ, đồ có nghĩa là người, đệ là em, đồ đệ có nghĩa là người em. Còn chữ tín đồ, tín có nghĩa là tin, đồ này thì có hai ý nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên là người khôn, nghĩa thứ hai là người ngu. Tôi xin trả lời xong, xin mời anh hỏi tiếp ạ.